Và như lần trước mình cũng đã nói, mình mở được cái chỗ này. Như đây các bạn đang thấy đây. Và đây là một cái fortress rất là bự. Và mình sẽ tấn công vào chỗ này. Như dây chế độ very hard. Cho nên mình đã sắp thay bọn anh chàng cũng khá là bự con để tấn công ở chỗ này. Cho nên các bạn đây, đây là cái lý do mà tại sao mình nên cầm cái con này. Mặc dù á là nếu mà các bạn để nó trúng cái warning á, nó sẽ rủ thêm người tới nữa. Nhưng mà cái con này cũng khá có sự chịu đựng khá là cho bò. Tụi này sẽ tốn rất là nhiều mạng để có thể đánh được cái con này chết. Cho nên mình sử dụng cái con này. Tuy nhiên thì mình phải tìm cách đánh tụi này càng nhanh càng tốt. Trời, không phải cái gì nó cũng chịu được lâu kìa. Ok. Rồi. Phải đợi cho tụi này xuống cái là tụi này nó toàn ngồi trên ngồi trên đó không phải ghê chứ. Ôi. Có một hàng ngồi trên kia rồi. Ôi. Đó là lý do tại sao mà thường làm những very hard rất là khó đấy, mà tụi này cứ ẩn ở phía trên hoài. Ok, mình cũng không nghĩ là mình nó cũng quá là khó. Tuy nhiên á là nếu mình con mammoth nãy nó còn trụ được lâu hơn thì sẽ hay hơn nhiều. Thường nó trụ rất là lâu. Còn cái thằng này á khó đánh được, mặc dù thách đao cái kiểu mà nó khó đánh. Ok, ôi đông thế. Thách đao liên hồi luôn. Mình có cái skill mà take down luôn cả mấy thằng thủ lĩnh nữa mà. Cho nên mấy thằng này mà không sợ cho lắm. Ok, chuẩn cơ mẹ nấu. Có vẻ như mình không thích hợp để đi stealth cho lắm. Thôi kệ, lỡ đằng nào cũng quất tới bến. Ây da, thằng này không phải đánh một mình được. Beast skill. Beast đâu, quất nó cho anh. Có lẽ thằng này thằng cuối cùng rồi. Rồi có cái mánh gì đó để đánh thằng này chứ nhỉ. Kỳ ta, thằng này đánh nó là châu bò luôn á chứ. Rồi xong, châu bò đằng nào cũng phải chết thôi mà. Được cái mặt, thêm cái mặt nạ thôi mà làm gì châu bò thế nhỉ. Có hai thằng. Rồi mình lấy cái lon bô quá nè. Bô này khó nhìn quá. Ui, ném nữa chọi chúng mình rồi. Làm sao mà có cửa đánh với em mày được. Trời, nó chọi rác thế. Đây, kêu nó đây đánh thằng này đi. Cuốn đi đánh thằng đó. Thằng này cứ để anh xử. Một phát phải headshot. Roshan là nào ta? Roshani. Roshani là nào ta? Roshani là cái thằng đó đó hả? Cái thằng tròn tròn trên mặt đó hả? Tại sao mà nó quánh gì ghê vậy? Nó quánh con mình chết luôn vậy? Này không phải dạng vừa rồi, không phải dạng vừa rồi. Mình nghĩ là chỉ là Elite Boss thôi mà chúng đâu phải đến nỗi nào Boss trâu bò đến mức độ vậy. Roshani là thằng nào đây? Đứng trên đây mà chọi hả mày? Có lẽ thằng boss này nè. Mình nghĩ là vậy. Tại dù sao sau cùng thì còn mỗi thằng này thôi à. Ừ đúng rồi, nó đó Roshani. Nếu mà có Mammoth thì sẽ hay hơn.
Mày chọn cái gì vậy? Ơi. Ôi ôi lầy giống nội. Nếu cái đơn giản là chỉ cần mình chỉ còn đứng xung quanh và giữ thằng này lại cho mình thôi thì con của mình cũng dư sức đánh được thằng này. Rồi ok, cứ để cho đánh nó đi. Hai thằng đánh một cũng chết mà. Hai đánh một không chột cũng què. Ây da, không biết mệt là gì luôn hả mày. Sushalhain guana. Pur kalash. Wenja pur kalash da chaya. Da hata. Kuti khutstor. Da chisla. Pur kalash da chisla da chaita. Uno guash. Guash. Ti wenja mim guama. Winjam guashta. Quai shwadar chagwai fa? Izila basti. Na shwadar hatam! Tachisla di baram. Pur kalash. Ay, minasham sushalhain. Umana! Nashan hamagam! Má mày cũng hít thở cho tao thôi mà kêu làm sao mà không thừa. Xạo vừa hả ba? Roshani has destroyed your village. Hey. Có mày cũng được, không có mày cũng chả sao. Tensei Tapir World of Crafter. Hiện tại mình cũng chưa đi làm mấy cái nhiệm vụ Beastmaster Hunt nữa chứ. Đo for Udam. Ok, để mình đi làm mấy cái nhiệm vụ chính rồi để nói chuyện với ông này cái coi. Tensei the Shaman. Ê, được cộng một skill. Chuẩn vậy. Chơi càng nhiều càng lên skill nhiều. Nói chung thì mình cũng đã unlock được gần khá là nhiều skill rồi. Và mình cũng rất là cần muốn có thêm. Nhưng mà nó skill nó yêu cầu nhiều quá. Cho nên chắc cũng phải chơi nhiều lắm mới lên hết được nổi. Usaswar Hazars. Afi. Yasushulhain Purpana. Usa Paja. Usa Paja. Uống cái gì của ông này xong rồi coi như rằng mình ảo tưởng sức mạnh liền.
Lần trước thì mình gặp một cái con mụ bằng đá khổng lồ. Lần này không biết mình gặp cái gì nữa. Nhưng mà để coi. Rồi, ảo tiếp. Ê, what the fuck. Ồ, hôm bữa là Vision of Ice, còn lần này là Vision of Fire. Lần này là lửa nha, không biết lần sau là gì, Vision of Air. Lần trước là băng, giờ tới lửa. Cái quái gì vậy? Gì ghê vậy ta? Rested Fear. Chúng ta phải đi tìm cái nỗi sợ lớn nhất của Izilla. Lần trước là nỗi sợ lớn nhất của gì ta? Udam. Có phải có gì đó không ổn à? Cái gì đây? Đã gì? Coi nè. Nhưng mà cái gì đây mặt mình vậy? Fire of Krati. It's feared by all Izilla. Izilla rất là sợ lửa. Bắn một phát. Nhưng mà phải giữ là T. Unleash the Fury of the Sun. Giết 5 đứa để hồi lại cái cây lửa Krati. Và nó sẽ mạnh hơn bằng cách bắn một lần 3 cái. Chuẩn lên. Thử rồi. Dữ ta. Cái gì vậy? Cái này mới ghê nè. Cứ mỗi lần bạn giết được 5 đứa bằng cây lửa thì nó sẽ hồi được 3 cây. Cái gì ghê vậy? Mày còn sống luôn hả? Ghê vậy? Rồi rồi. Còn ai nữa không? 3 cây luôn. Trời, cái này nhìn đã quá luôn đấy. Ui, thằng này chưởng lần 3 cây mà không chết hả mày? Vẫn chơi vậy? Tốt đằng kia xa thế. Rồi rồi. Chắc đi hướng này lên trên hết đường đi rồi. Unleash the fire. Ôi. À, mỗi lần nó nổ vậy á là nó nổ luôn á. Rồi rồi. Sao lửa đầy nhóc vậy, nhìn ghê quá ba. Trời ơi, cái tay cầm nó rung ghê dữ rồi luôn. Ôi ơi. Lên. Tới rồi. Reach the standing stone. Ui sao dài quá vậy? Đâu cũng có vậy. Get the fuck out of my way. Get the fuck out of my way. Mỗi lần bắn vậy là cái tan biến luôn mới ghê á. Giống như là cái gì đó vậy á. Ôi, mỗi lần lửa cái là nó nổ ghê thiệt. Sống lên. Chúng ta còn bao nhiêu giọt thôi. Destroy the standing stone. Ok. Ôi là không, ở đây, nhầm. Còn cái standing stone nào không ta? Trời ơi, cái tay cầm. Chơi một cái tay cầm, muốn rớt cái tay cầm luôn á. Ok, sang màn thứ hai nhá.
Tôi quái gì vậy ta? Ồ, mỗi lần mình giữ lâu á là nó có sức nó năng lượng mặt trời. Use to break the moon. À, break the moon, chúng ta phải giết đủ 5 thằng để break the moon. Đây hả? Cái này mặt trời mà ta. Đồ, dính không ta? Ô, ô, ghê vãi. Mình không ngờ là, ô, ghê vậy. Ôi, nó nổ rồi kìa. Không ngờ là bắn thiệt ghê ba. Mình cứ tưởng là giả, ai ngờ. Nó kêu break the moon nhưng mà không, cũng không ngờ là nó break thiệt. Rồi, thì chúng ta phải kiếm thêm vài thằng nữa. Phá mấy cái tượng này được không ta? Có lẽ mình phải đi lên trên quá. Dưới đây hết người nhưng mà tụi nó vẫn trên được cái bao áo rồi. À đây còn một thằng. Chuẩn luôn. Chúng ta phải phá vỡ cái mặt trăng bằng cái này. Ok. Tới luôn. Ôi nó nổ rồi, nhìn ghê vãi. Kinh. Ơi mình muốn có cái cây cung này quá ta. Bắn đã vãi. Bắn một phát chữ một cái chân nhân chết hết luôn. Chuẩn. Cái này mà không chết tao mới lạ luôn á. Chết đi, chết đi. Trên đây còn trâu bò quá vậy. Lần đầu tiên các bạn bắn mà không cần phải nhìn lại đạn. Giống như kiểu mua đồ mà không cần phải nhìn cái bắp tiền vậy á. Đã vãi. Bắn liên tục. Ý. Bắn tiếp lên. Ôi, ôi vãi. Ôi vãi. Còn ai nữa không? Chết rồi, hết rồi. Mà mặt trăng nó vẫn chưa vỡ. Lên 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 lên. Phải có mấy thằng này spawn ra tiếp thì may ra mình bắn chúng được. Ra tiếp em ơi. Cái này vui á. Cái này giống như cái ba nhiệm vụ Shangri-La mà hồi Far Cry 4 vậy á. Bắn ở giữa là ba thằng chết hết. Triple arrow. Ôi cho nó nổ kìa. Trời ơi mấy thằng này nó gan vãi luôn á. Nổ đi, nổ. Shansha, Sushalhain, Spacham. Nay. Shansha Urusis. Shansha Salwas. Salwaya Sushalhain, Dwayakis. Prasqua Pashta.
Krati. 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 Mash. Hasup near Pacham. Akis. Akis. Who? Ok, và chúng ta đã xong nhiệm vụ công này khá là hay. Đẹp lắm luôn. Để coi Crab Arrow 1. Và nếu mình học được luôn cả cái Extra Health này nâng cấp rồi thì Crab Arrow hay, có nghĩa là chúng ta chỉ cần tốn một cái, nhưng mà chúng ta ráp một lần được 4 cái luôn, lỡ mình đang cần á thì cái này nó sẽ ráp hay hơn nhiều. Nhưng mà chúng ta cần tới 6 skill luôn. Nó đòi hỏi skill khá là nhiều, trong khi nhiệm vụ thì cũng không cung cấp đủ lắm. Mà biết là đủ nhưng mà so với ban đầu thì mình thấy không có hợp lý gì lắm, tốn thời gian nâng cấp firebomb luôn. Giờ mình chỉ còn thiếu ba cái thứ này thôi, 1, 2, 3. Village thì mình còn chỉ đúng còn một cái nhà của mình thôi. Bring back Roshani of the Easylash Roshani. Ủa mình bring back rồi mà ta, nãy mình mới tập trước rồi mình mới bring back Roshani mà ta. Ồ, oh, hồi nãy mấy nãy ban đầu là mình đã bring back Roshani rồi mà. Mà tại sao là bây giờ lại không có nhỉ? Ý, có skill nữa nè. Hunter Vision. Để dành thêm skill nữa đi. Cái này chúng ta phải nói chuyện. Talk to Roshani. Talk to Shayla cái nè. Rồi làm gì làm. Các bạn nhỏ này vẫn là chuyên tâm nhiệm vụ chính hơn. À, đâu đây, đây. Lộn. Udam Palhu Winja Huguana Cha Chaus Tanhi Tushidaha Akista Tanhi Nakwaida Shanchir Aish Tanhi Tushi Shanchi. Aish Ulguanda. Sa Damshuwana. Guanam Charufadas Sidamsha Shlaka. Ma Muwaida Kwati Charufadas Shanchi. Daru Balya. Laiwabi. Udam Dijamso. Uti Shausi Shwada. Nasam. Ok, có vẻ nhiều nhỏ này có cả nguyên một cái bộ sưu tập lỗ tai trong căn phòng của mình. Hey, đứa thì chơi giày, đứa thì chơi lỗ tai, hay. Này, chúng ta để chơi chung với nhau được á. Ok, vì chúng ta phải nói chuyện với thằng Udam cái nè. Nó nói nãy nó nói về cái gì, vấn đề gì ở Yellow Leaf from the North. Mình cũng không rõ là cái gì, nhưng mà để coi. Để mình nói chuyện với thằng này cái nè. Yellow Leaf thì mình có một đống, nhưng mà để lát mình lấy lên đêm sau. Mình nghĩ là nó sẽ kêu mình đi tìm cái Yellow Leaf. Nhưng mà thử xem mình, nếu mà mình đem theo thì chuyện gì sẽ xảy ra ta. Lausta Mutisaku Shuenja Wal Kauhibi Tahai Salwaya Umana Ni Kaujata Zilai Sashman Haatra Shwagai Masi Wantar Sashman Dramash Hashaugas Taichash Sashman Tashyata Nu palhu wenja yatra da hata. Su gaujata ma u twarshi suman. Umana! Ok,
má nói cho mình bí mật mà mình không thèm trả lời. Kêu thôi mẹ ở trong đó luôn đi má, ra làm gì con. Ok, để mình chạy về mình coi cái stash của mình xem có gì đặc biệt hay không để nâng cấp đồ ấy. Mà mình đang cần Badger Skin, đây là cái con mà mình khó tìm nhất luôn cái game này. Hiện tại mình mới được có hai lần mà gặp duy nhất của nó, là mình gặp được và mình giết luôn cả hai lần và mình lấy skin của nó. Mà nguyên game thì yêu cầu mình cũng phải cần phải ít nhất cũng phải 6 cái skin của nó, khó tìm vãi luôn. Yellow Leaf để xem mình có cái gì đặc sắc không. Talk Elf skin này mình có một, cũng không quá nhiều nhưng mà mình dư sức mình kiếm được, cũng không khó như cái kia. Đây Rare Not Yellow Leaf mình có tới 99 cái, cứ đem hết đủ 16 cái xem chuyện gì xảy ra. Yellow Leaf mình có full luôn rồi. Thì để coi mình làm nhiệm vụ của cái con Sheila thử coi. Có vẻ nó sẽ liên quan tới cái này, tại nãy mình thấy nó có nhắc. Find the Rare Not Yellow Heart 2SP. Rare Not Yellow Leaves mình có 99 cái. Giờ nó kêu mình đi tìm. Nice. Chắc mình spawn ở đây đi. Nếu mà mình có sẵn thì chắc mình nghĩ cũng không cần phải đi làm đâu, để kiểu như để boss cái mission này thôi. Tại vì trong người mình có sẵn cũng phải quá trời luôn rồi, mình tìm quá trời luôn. Gấu ơi, em đâu rồi? Chúng ta đi công chuyện nào. Ok, để mình check boy đã. Đây, em yêu đây. Và mình vẫn chưa đi tìm con Bloodfang nữa chứ. Có lẽ sau cái nhiệm vụ này mình sẽ đi tìm cái con Bloodfang cái nè. Rồi tính gì tính. Đi tìm đường khác coi. Đi hướng nào ta. Chắc đi hướng này đi. Nó cho mình cái đồ ấm hơn. Nhưng mà mình nâng cấp hết luôn rồi cho nên cũng chả còn gì để nói nữa. Ra chỗ này mà mình không cảm thấy lạnh nữa rồi. Thường nó sẽ có cái thanh khô cái bên em trái của mình. Nhưng mà giờ mình nâng cấp full hết rồi. Cảm giác sợ lạnh đã không còn. Chúng ta giờ đã trâu bò hơn trước. Đây đây, đúng rồi, đi hướng này nè. Nhưng phải đi coi mình check cái đường đi đã. Rồi lắc đi lại choạng nữa. Này ở trên khúc trên núi. Nhưng mà không biết có đường lên không, cho nên mình tìm đường lên ngay chỗ này ra. Đi quẹt trái sẽ có cái đường lên, đúng rồi đây nè. Tại nếp mấy con đó là con giác. Nếu các bạn nào chơi các bạn sẽ thấy rõ. Lộn đường rồi. Đi lên nữa. Còn lên nữa không ta? Đi theo cái đường mòn này hả? Bên phải có cái đường mòn, đi theo cái đường mòn là ok. Hep Wencha Defend. Ây. Ơi, có sao anh bạn? Nãy mình nhảy hơi quá đà. Cái chỗ như thế này hơi bị cao so với nó. Ừ, cứ đi theo đường mòn này rồi tới ngay. Check qua, check cho kỹ mà. Hep Wencha Defend. Mấy con về làm cái gì? Quest Abandoned. Tại vì mình không có làm cho nên mình đang tập trung vào nhiệm vụ chính mà nó cứ kêu mình làm bao nhiêu nhiệm vụ phụ hoài. Into Udamland. Ok, chuẩn luôn. Collect the Rare Not Yellow Leaf for Sheila. Mình có đem sẵn rồi mà ta. Hoặc là một, mình nghĩ là nó bắt mình làm cái gì. Cho sói làm thấy ghê ta.
Gnegodemi! Tuul malshasar damshasu pacham. Nudam di jamingu wachta. Gnegodemi! Có vẻ như cái vấn đề mà đi tìm cái vụ mà Yellow Leaf á, ngoài nằm vấn đề và mình nghĩ là phải có cái gì đó ấy. Retrieve the crabbing load to use claw. Phải có cái gì đó bên đây. Phải có cái claw gì đó. Hay con nào có không ta? Không luôn, chỗ này không có rồi. Đây đây đây. Có rồi. Biết ngay là thế nào cũng cần cái này. Ok, chúng ta đi ra ngoài thôi. Phải làm nó nhẹ nhàng. Từ kia sẽ không phát hiện được mình đâu. Ok, đi ra đi ra đi ra. Fire your gear. Đồ nghề mình đâu? Tụi bay giấu đồ của tao đâu rồi? Tốt đằng đây lần. Đồ nghề đâu hết rồi? Fire your gear. Nó còn để đồ mình ở đây nó ghê chứ. Those are my gear. Ê, thanh niên ngáo đá, mình không ngờ nó ngồi cái đó luôn chứ. Nghĩ sao mình coi đồ tao mà không có cửa, mình ngồi lấy đồ tao, ok. Grab hết luôn. Chuẩn luôn, cầm hai cây này cho chắc ăn. Gear found. Nè, cái câu Sheila đúng là nhiệm vụ của nó gì. I need to keep warm. Cũng hên vãi, mình mặc đồ thoải mái rồi. Cũng hên là mình trước đó mình có đi làm nhiệm vụ. Có gì đâu bên đây không ta? Should have kept to fight Axis. North Seda, không có gì hết. Cũng hơn là mình có làm ba cái đồ nâng cấp đồ trước đó cho nên bây giờ mình ra đây mình không thấy lạnh nữa, tại mặc đồ sẵn luôn rồi. Mình cũng không ngờ là cái nhiệm vụ á, ngoài nhiệm phụ và những cái đồ đi kiếm đồ ra thì nó còn cho mình đồ sẵn nữa nếu như mình không có đi làm nhiệm vụ. Shut the cave. Ôi cái gì ghê vậy? Định bắn hàng này cái ta. Củ chuối, có vẻ củ chuối. Nhưng mà có vẻ hàng này nó mặc đồ hơi chắc. Để bắn một lần hai cây luôn thì sao. Đó, chuẩn luôn. Thằng này mình nghĩ là đảm bảo, mình nghĩ nó thế nào cũng rất trâu bò. Như mình đoán luôn. Rồi ok, để mình đổi cây khác đi. Thằng này thì không. Chết hết. Đừng kiểm tra cái này còn một thằng nữa cơ. Thằng này bảo vệ cuối cùng à. Có vẻ như mặc đồ trâu bò đấy chứ. Rồi trâu chắc luôn. Từ từ đó. Khoan. Để mình set on fire đó.
Không biết nó thấy mình chưa nữa ta. Ơi nó vẫn chưa thấy mình mới ghê chứ. Đâu rồi, còn mỗi thanh niên cuối cùng rồi đó. Ê đây, tặng thanh niên hẳn một cái cây châm lửa luôn. Ê, nó vẫn không thấy mình. Thanh niên ngáo vãi đạn luôn á. Để châm lửa thêm phát nữa. Trời bắn vậy mà nó không chết là công nhận ảo thiệt á. Cũng may là mình mang đồ quá trời luôn. Coi như tặng tụi bay free thì tao cũng không cần lấy lại, tao craft cái mới luôn cho rồi. Hey, chứ đụng như tụi bay cũng dơ vãi. Hey, ok chuẩn luôn. Những thằng như vậy phải phan lần hai cây. Tặng hẳn hai cây với hai cái tâm vô mặt chứ. Có thịt nữa. Thịt mình cũng nhiều mà thôi, cứ lấy đỡ đi. Cho con cuốn nhà mình ăn. Ok. Có vẻ chúng ta cũng gần ra rồi. Cũng hơi là chúng ta không bị phát hiện, nhưng mà nãy nó phát hiện nhẹ chắc cũng không có sao. Ý cái gì. Có nên đốt cái này không ta? Để mình lấy cái cây này đốt rồi nè. Chắc khúc này cháy á. Cháy mới có sập xuống hay gì không. Ê cái gì ông nội. Cái thằng đó hình như nó đứng dậy hay sao ta? Ờ không phải. Ờ không phải, hình như đi chứ. Chắc đi hướng này. Trời má, nãy mà không nhìn khúc này ta. Đúng rồi, checkpoint nè. Chuẩn lên. Ok. Nhẹ nhàng tình cảm. Nữa hả? Tiếp kìa. Spot nè. Một thằng đây rồi, thằng này có vẻ khó. Hai này đánh nhau mới ghê chứ. Để tới cận thằng này cái nè. Mình nghĩ là mình sách đào thằng đó sẽ hay hơn. Là đánh bắn cung từ xa. Thằng kia cũng chưa biết, ba thằng kia cũng chưa biết chứ. Ờ để coi, xem có gì nhử được tụi nó không ta. Mình bỏ sót cái thằng bên này ta. Đây nó đi xuống rồi. Đây, check down cái đã. Rồi tính gì tính. Ôi nó phát hiện rồi. Ôi thằng mé này đúng là không là đối thủ luôn á. Rồi kê gọn thằng. Mày chạy đi đâu. Vô đây cũng chết rồi, cũng chạy làm cái gì. Rồi. Những cái thằng mà không mặc đồ với mấy thằng này á thì gầm cái cây của mình một phát là đi luôn. Should the cave fire the exist. Ok chuẩn, xong hết rồi nè. Cái này bị phát hiện thôi nhưng cũng không sao, tại mình kiểm soát được tình huống. Còn chỗ nào ra được hả ta? Nơi lại đấy gì nữa trời. Nãy mình vô hướng này. Chắc cũng phải ra hướng này hay đâu đó. Để lên đây coi. Chắc phải có đường ra hay gì đó nha. Hoàn toàn không có ta. Ê. Có cái đường ra hướng này ta. Ờ không, mình nghĩ là cái đó cái đường vô nãy luôn á, nhưng mà nó đột nhập theo hướng khác. Ê có cái đường nữa ba. Đúng rồi, có cái đường. Checkpoint nè. Kill the cave guardian nữa hả? Sao nhiều vậy?
Kì đây. Có thành viên bảo vệ ở đây nữa. What the fuck? Vãi gì? Má chìm nhau luôn rồi. Vãi thịt. Ông này đứng cổ vũ đó chứ. Vãi nồi. Thanh niên đứng cổ vũ. Ồ cha. Vãi thanh niên chìm nhau. Má giờ này sao? Công nhận thật. Ây 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 ây. Ây, có gì đó không ổn. Vãi cái chịch đồi rồi bắn thằng chịch cái nè. Tính gì tính. Con bị chịch đó chết ngay. Nghĩ sao vậy? Ôi, ôi, cái thằng này có phải trâu bò. Trâu bò. Trâu bò thiệt, không phải đùa. Để mình tìm cách cái đã. Để bắn thằng bên kia. Con mày không xin nhê rồi. Để lấy cái này phóng thôi coi. Cây này mày chịu được tao cùi. Tao cùi nhá. Đúng rồi, phải xử mấy thằng này bằng mấy cái cây này. Đúng mới đúng gọi là đúng chuyên môn. Cái này thuộc thể loại gì đây? Không mặc đồ. Đây, mặc đồ đây. Phóng vô phát chết luôn. Này thì đùa với giáo. Giáo bố là bố nâng cấp full đồ hết rồi nhá. Chuẩn luôn. Ra khỏi chỗ này thôi. Còn ai nói chịch thì chịch con nhẹ luôn cho rồi. Tụi bên đây vẫn không biết chuyện đang xảy ra ghê chứ. Ôi, rồi tới giờ xử lý rồi. Thằng này có vẻ như mặc đồ luôn rồi. Những thằng mặc đồ như thế này chúng ta phải dùng biện pháp đặc biệt. Một phát ngay mặt. Tính đánh thằng sau mà trúng thằng đằng trước mới tụt chứ. Ê, cái trò bậy bạ gì vậy? Ê, tại sao chơi lầy quá vậy? Mặc đồ luôn hả? Chọi bom mà cũng mặc đồ nữa hả? Ê, ê, cái gì vậy thằng dân chơi? Mặc đồ luôn hả? Ờ không, nhìn cứ tưởng mặc đồ mà ai ngờ bắn một phát chết liền luôn. Công nhận upgrade đồ đó nên tất cả làm nhiệm vụ dễ ghê luôn á. Chứ ba này mà làm nhiệm vụ kia chắc chắc cũng hết tiền hết đồ. Một là chúng ta hết đồ để làm tiếp hay là kiểu như cũng bắn thì đam thì yếu nhưng mà đồ thì ít nữa chứ. Còn ai đúng không ta? Thằng Un đúng kiểu là không có cửa đã lộn với mình luôn. Into Hu Dam Land. Vì cái vấn đề mình đột nhập vô để lấy cái bông vàng, mình nghĩ là con nhỏ nó gài bẫy mình hay sao ta? Chứ làm sao mà tụi kia nó biết nó phục kích mình hay vậy ta? Mình không rõ là có chuyện gì xảy ra đây, nhưng mà rõ ràng là nó biết mình ở chỗ đó. Vừa nghe chỗ đó là lúc mình lấy. Mình chả khác gì mình. Ok.
Udam Homeland. Entrance of the Udam Homeland rule by U. À, hiểu luôn. Đây là nghĩa là chùm cuối luôn nè. Mình cũng có vô chỗ này rồi, nhưng mà khúc mà mình lúc mình bước vô nó đọc từ cái khúc chờ cái đường vô vô bên đây đọc rất là nhiều và không thể nào vô được. Thì các bạn vừa thấy là nó vừa mới tạo một tế một cái thuốc độc cho mình, thuốc giải độc cho mình. Ok, giờ mình đã hiểu. Death, nó có đề nè. Surrounded by deadly poison fumes, the antidote received can help you. Quay quanh bởi độc tố khá là nhiều, cho nên chúng ta có cái antidote là chúng ta có cái thuốc giải độc á, chúng ta mới có thể làm nhiệm vụ cuối được. Ok, và chúng ta còn có thiếu gì không ta? Beastmaster. Cho nên chúng ta nên kiếm một con Beastmaster sẽ hay hơn. Stone Big Bonfire. Bloodstud Monster Hunt. Chúng ta còn khoảng 2 skill. Craft luôn. Mình nghĩ mình nên kiếm đồ đi. Kéo đồ bỏ vô. Phải cái khúc của nhà mình ở rồi. Ờ đây, khúc nhà mình ở đây. Thiếu đúng mỗi cái 2 cái badge skin thôi đó. Bực mình thiệt. Thường nhưng mà cách của mình cũng chỉ là giờ mình upgrade nên cũng cho mình kinh nghiệm thôi à. Chủ yếu là để có cái con gì đặc biệt không? Rare Wyatt skin. Ờ để coi có gì đặc biệt không nhỉ? Hardwood. Cái này dùng để craft đồ kiểu. Cứ đem theo cho chắc. Đây này một phát nữa. Đốt lửa kiểu. Full đồ. Thiếu thì cứ vô đây mở là có thôi. Tại vì mình đồ thì nhiều lắm. Phát nhưng mà đem theo thì ít. Mấy cái bom này mình chả bao giờ chọi luôn chứ. Mặc dù craft thì nhiều nhưng mà không bao giờ xài. Craft nốt luôn cho rồi. Talk to ông này có một cái vụ mới nữa chứ. Bựa vãi. Mình đi coi là mình đi tìm cái con Bloodfang thử coi. The same beast that killed your original hunting party. Oh, ghê tá. Tame the Bloodfang Saritude. Mình đây là mình làm nhiệm vụ của ông này kia. Nếu có, mình nghĩ là vô nói chuyện rồi sẽ ông thế nào ông chích thuốc mê thêm phát nữa. Nhưng mà để coi như thế nào. Có lẽ sẽ hay. Nakrabi Hiraki's Bada. Mupur Hiraki's Laigua. Palu Mansipa. Quaida Mu Bateris Quala. Nakrabi Hudagua. Machi. Salwa Urus Dagua. Machi. Batari Shanchimas. Krati Dausmas. Prasqua Yahu Bacham. Mas Prasqua Bi. Batari Krati Kasha. Batari Krati Dwaisa. Krati Dwaya. Gwifwa Sakrati Hudagua. Nusa Sushelhain. Jashman Suchaya. Ta chimasta guarpeti. Ukratis prasqua waida. Tu sus dugistar. Drauba mas.
Ok, chúng ta phải đi tìm cái The Mask of Krati gì đó. Và chúng ta phải đánh được cái con Battery, cái con mà đạp mình xuống cái hố tập trước. Phải thật. Này rồi, chùm cuối rồi. Gì đây? Này, nhiệm vụ gì đây? Ura the Thinker, explore the remote cave. Ủa, cái nhiệm vụ đâu? Tenshay. Nhiệm vụ đâu nhỉ? The Mask of Krati mission added to map menu. Ok, tại sao mình không thấy gì đó? Main mission. The Mask of Krati. À đây, 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 đây. Stensha. Ok, để mình tìm cái này. Ồ, chuẩn luôn. Mình sẽ chạy ra cái chỗ này trước cái đã. Và nhận nhiệm vụ có lẽ sẽ mình sẽ đi tìm cái mặt nạ của Krati để... Tại vì con Battery nó thích Battery, nó ghét Battery, nó sợ Battery Krati. Battery hầu như ngọn lửa của nó hay sao á. Nhưng có vẻ như nó tôn thờ dữ lắm. Hổ cưỡi cái nhẹ nè, hổ ơi, hổ, đâu rồi, đà, ok đi. Có lẽ tập sau mình sẽ kiếm cái con Blood Fang Tiger cho bạn coi. Con nó sẽ tiện hơn nhiều so với con này. Con nó được cái là mạnh hơn con này nhiều, strength tới 5 cột lận. Con này strength được 4 cột à. Tới rồi ta, gần tới rồi. Ok. Nhưng mà sao khu này nó lại vàng vàng là Mask of Krati. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Enter the Sacred Cavern and steal the Mask of Krati. Ok. Sacred, thiêng liêng luôn rồi. Mình có vẻ mình có linh cảm vì nó không được hay cho lắm. Mỗi lần nhận nhiệm vụ của ông này, một là ghê gớm, hai là giống như mấy cái hồi đó, giống như mấy nhiệm vụ Shangri-La vậy á. Toàn bị mấy thằng đó chích thuốc à. Có vẻ không được ổn. Lên được cái gì ta? À, không có gì hết. Phải càng bơi vô sâu hơn nữa. Vậy nó kêu mình steal, tức là mình phải có cái gì đó quanh đây. Oh shit. Để mình lấy cái kia mình nhìn coi. Thì mình gọi cứu mình tới thôi. Ồ, địch quá trời luôn. Công nhận địch nhiều vãi lạng luôn. Ngay đây có một thằng nữa chứ. Hai ba thằng đông vãi chưởng. Ây da, trời má, con chim 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 bay rồi cũng đụng nóc nữa hả trời. Làm thế nào để lẻn vô đây ta? Gì thằng sâu luôn, mình có hai thằng nữa. À không, ở lần trên có hai thằng, có cái rap bồ hay gì không ta? Ừ, điều mới nhắc luôn. Ủa sao cái con này của mình ra tới đây hay vậy? Nó phóng một phát qua tới bên kia luôn, ghê thiệt. Grapple tới bên kia thì được nói làm gì đó ta. Nhưng mà vấn đề là làm sao đi lên mà không bị phát hiện đó ta. Chắc phải có cái đường lên thay vì grapple quá lộ liễu. Này thì nhìn. Ai cho mày nhìn tao? Có vẻ nó phát hiện ra mình rồi nhưng mà nó vẫn không biết mình đang ở đây. Ôi, tụi kia nó bị báo động luôn rồi chứ. Nhưng mà bọn này tìm cách đường xuống à. Thằng này bị kẹt rồi.
Beat skill. Oh nice. Nó có cái đường xuống nè. Hồi nãy hàng kia nó có cái đường xuống thì tức là phải có cái đường lên, đúng rồi. Steal the Mask of Crafty. Chuẩn luôn, không thành vấn đề. Này thì cũng nhìn. Ừ, mà nó ngồi nó bắn à. Này thì quay quay. Ôi, con thú mình chết rồi, chết cha, chết cha, chết cha. Sao mình chết chỗ độc quá vậy? Phải chạy qua chỗ đó mới được. Nghĩ sao vậy? Nghĩ sao vậy? Có lẽ mình nên để đó yên nó luôn đi. Nghĩ là nhiệm vụ này cũng không cần nó giúp sức cho lắm. Tại vì cái chỗ này cũng khá là khó leo trèo so với mấy con hổ như thế này. Xuống đây luôn em. Anh mày đợi mày nãy giờ. Có lẽ mình chỉ thích hợp để làm Rambo thôi. Chứ kiểu style như Assassin thì có vẻ mình không được ngon cơm cho lắm. Ây da, đằng xa xa thế. Có chỗ nào qua không? Như chỗ ở trên đó thì nó có một cái đường qua thì phải. Mình phải đường tìm đường lên cái chỗ trên đó. Hoặc là một mình phải đi đường vòng thôi. Still the Master of Clarity. Chúng ta cứu được cái mặt này, có thể chúng ta phải giết được cái con Barati. Lên em ơi. Ơi sao mày đứng yên luôn vậy? Không phát hiện được mình luôn, ghê thật. Nhảy xuống đúng ta. Ok, ngon lành cành đào. Đấy thôi. Ok. Hình như là mình vừa mới giết nó luôn rồi phải. Vậy là mình có cần phải làm nhiệm vụ khác sau nữa không ta? Mình cũng không rõ nữa. Tại vì rõ ràng hình như mình vừa mới giết nó luôn rồi. Đi, chết rồi. Đừng lên cho đã. Dù sao thì chúng ta phải cần phải cứ tìm cái chỗ ra khỏi chỗ quái này là ok rồi. Tại nãy nó cắm thẳng một phát vô cổ mà nó còn sống được thì mình bái lại. Nghĩ game luôn là vừa. Tốt trên kia vậy. Sao sao quá vậy? Làm sao để lên được trên kia ta? Ý gì có một thằng ở đây. Ngay đây. Đánh một phát vỡ cả mặt luôn đấy chứ. Tìm đường lên cái nhẹ coi. Có đường lên rồi, có đường lên rồi. Được không ta? Sống được. Có khi nào cao quá không? Đi qua đây thử coi. Ở đây, 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 cái chỗ này. Cái chỗ này lúc mà mình lên đây. Escape the Tomb of Priority. Đi trước sau cũng phải đi quay trở lại vô cũ rồi sao ta? Ôi, cái gì vậy? Nghĩ sao vậy? Ôi vẫn một phát ngay eo té luôn. Vỡ bờ eo. Vòng eo con kiến.
Ôi, không biết ra đây có đuổi đúng không ta. Chặn rồi. Kỳ ta. Hết đường đi rồi. Đứng nhìn. Trời ơi, nó ngáo. Trời ơi, nó ngáo. Nó đứng nhìn mình luôn, ghê thiệt. Nể thật. Nể những thanh niên như thế. Ủa ra chỗ nào ta? Rõ ràng là nó kêu mình lên đó. Mình lên đó là lên chỗ nào ta? Ê, cái quái gì vậy? Thiết nghĩ mình nên tìm một cái đường nào khác hay nha. Nếu có. Lúc đầu mình vô đây bằng cách nào ta? Hồi nãy mình lặn hay sao á? Và không biết là cái đường lúc đó giờ nó còn không ta? Mình cũng chả nhớ mình vô đâu đó ta. Sao fail vậy ta? Fail thiệt. Trời mấy thanh niên đứng đó nhìn. Ok, để mình đi kia đi mấy đường khác ra. Bắt đầu hơi ngáo phần này rồi đó. Đánh thì nãy giờ không sợ đứa nào, nhưng mà tới phần tìm đường ra, tìm quả không thấy đường ra. Làm sao đi qua được cái khu bên này ta? Nó có cái đường đi gì đó ta? Rồi. Cái gì đó mới thấy mình đi vậy? Vấn đề là làm sao ra được cái chỗ này? Chúng ta phải qua được chỗ này, chỗ này. Và cái chỗ này. Ngáo. Đó là gọi gì ta? Ngu người. Lên đây luôn cái, cho cái nhẹ rồi. Escape the Thermocracy. Cái nhiệm vụ này có vẻ khó phần để tìm đường ra thôi nha. Vẫn không thấy cái đường ra đâu đây nha. Đáng lẽ nó phải nằm đâu đây nha. Chúng ta phải đi tìm một cái đường mới thôi. Đường này có vẻ không được rồi, không ổn rồi. Ơi, chạy đâu mày? Chạy đâu mày? Chạy đâu mày? Quỳ rồi nha con. Hồi nãy còn tưởng hết rồi chứ ai ngờ cũng ra đông như vậy hả? Không ngờ, thật không ngờ. Gì đây? Mặc đồ bảnh quá ha. Bảnh thiệt chứ. Ok, mày làm mất một cái giáo của tao đó. Hey. Thu lại đi. Wood arrow. Cái thể loại gì đây? Trên nóc hả? Xong thấy gì đây? À đây 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 đây. Một thể loại ngu người mới. Đứng một con ấy, thằng này là protector. Ây ây, hai cây rồi đó. Ây, ba cây mà không chết là lầy lắm đó. Lầy thiệt luôn. Escape the tomb. Hình như nãy mình vô hướng này phải không ta? Phải hướng này không ta? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ây, cái gì? Nghĩ sao vậy cưng? Cuối cùng mới tìm được đường ra. Tránh đường bố ra, mày không có cửa nó lộ với bố. Ok. Ok. Và mình đã nhớ cái đường ra của mình lúc đầu ban đầu rồi. Con gái con đứa ở nhà tập làm người vợ tốt đi ba. Má cầm kiếm cầm dao chi vậy ba? Mấy thằng này chỉ đâu nó phải cứ nói chỉ là nghe đâu ba. Ủa sao nó chỉ mình hướng chạy vòng giống vậy? Thằng này cũng cầm khiên cầm giáo nữa hả trời. Tướng BD vội luôn á. Ok, chúng ta chạy ra khỏi chỗ này thôi. Sao càng lúc nó càng đông vậy?
Trời, nghĩ sao vậy cưng? Ây da, ây da, chịu khó vậy, chịu khó vậy. À, thể loại đặc biệt, phải dùng cái khác. Đây, dành riêng cho những thể loại đặc biệt. Hai cây mà không chết tao còn mày. Đâu rồi, còn thanh niên đâu rồi? Ủa, chạy hướng này, ủa sao không thấy đói vậy ta? Thôi, vấn đề của mình cứ thoát ra chỗ này chứ đi tính. Làm sao bám vào được chỗ này ta? Làm sao vậy ta? Có chỗ để đọc vậy ta? À đây 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 đây. À hiểu rồi, mình cứ tưởng là nó phải grapple ngay chỗ đó. Nghĩ sao vậy? Đập một phát double kill, chuẩn luôn. Ok, chúng ta thoát khỏi chỗ này rồi. Rồi. Thật là ghê. Crafty, crafty, crafty. 100 điểm luôn. Ủa nhỏ kia chết cho ta, mình có không nghĩ là nhỏ nó chết. Mình không nghĩ thôi, nếu mà theo chuyện á, là mình nghĩ, theo cốt truyện mình nghĩ là không nghĩ là chết. Tại vì còn cách đánh con Barati chứ còn là con khác nữa. Cái con nhỏ nó này chỉ là con khác thôi, theo mình nghĩ là vậy. Nhưng mà có lẽ con nhỏ nó chết rồi. Chứ nó bỗng chết mình cũng không biết chuyện để xảy ra. Sustugistar, Tanya Daha.